Rồi, xin chào cả lớp nha. Hôm trước ở trên lớp là mình có học về chủ đề. Đúng không? Bây giờ mình sẽ bắt đầu ôn về từ vựng ha. Rồi các bạn sẽ nghe thầy đọc rồi mình cố gắng bắt chước theo. Tại vì phần speaking, phần pronunciation của mình thì mình càng cố gắng đọc giống thì nó càng tốt ha. Thầy có ghi phiên âm ở đây, mình cứ coi theo nha. Rồi, từ đầu tiên là quiet. Cái từ này mình sẽ hay bị nhầm qua từ quiet, nhưng mà quiet là yên tĩnh, im lặng, còn này là quiet chỉ có một âm tiết thôi. Quiet là hai âm tiết, là im lặng, yên tĩnh, còn từ này là quiet chỉ có một âm tiết thôi và mình đọc cái âm t ở sau ha. Quiet đấy, từ này là một trạng từ, nghĩa là mình khá, thế như là tôi khá là không hiểu bài này, I quite don't understand, đúng không? Tôi khá nghĩa là nó không quá nhiều nhưng mà cũng không phải là quá ít. Quite. Tiếp theo từ aspect nghĩa là khía cạnh á, mình sẽ nhấn nghe âm âm một, aspect, ok, khía cạnh của cái gì đó, đúng không? Aspect âm một. Thứ ba, examiner, examiner, mình không đọc là âm âm x ha, mình đọc là âm y g, x, đúng không? X không phải là x mà là x, exam. Không phải là exam mà là exam, examiner là giám khảo. Rồi, tương tự mình có âm R ấy là cái người mà làm cái gì đó, còn cái âm E ấy, là người được nhận, được trao một cái gì đó hoặc là tham gia cái gì đó ha. Cái đuôi R và đuôi E này nè, đấy, nó xuất hiện rất là nhiều, đuôi R ở cuối này nè, thường là cái người cho và đuôi E là cái người được nhận. Rồi sau đây mình sẽ những từ khác tương tự như vậy. Examiner là giám khảo, còn examinee mình không nhấn âm exam nữa, mình nhấn âm y, thường mình sẽ nhấn cái âm ee đó. Đó, từ nào mà có âm ee ở cuối cùng thì mình thường nhấn cái chữ ee đó, examinee, đúng không? Như là thí sinh. Rồi, động từ của từ exam chính là examine, examine, exam examine là tra hỏi, xem xét. Tiếp theo một danh từ nữa là examination, mình nhấn nghe âm nấy ha, examination là kỳ thi đó. Tiếp theo ơi, từ exactly nghĩa là chính xác, một trạng từ nghĩa là khi mình thấy một cái điều gì đó hoàn toàn là đúng thì mình sẽ nói là exactly đấy, exactly, không phải là exact ha, không phải là chữ sờ mà là chữ z, exactly, ok. Rồi một từ nữa là passage, passage, đoạn văn, âm một, passage. Tiếp theo một động từ là attend, attend là mình theo học, mình theo dự một cái khóa gì đó, một cái chương trình gì đó, attend, không phải là à ha, mà là ở, chữ ở, attend, ok. Rồi tương tự như vậy, cái người mà đi tham dự, tham gia cái gì đó thì sẽ gọi là attendant, mình có là âm ở cuối là cái đuôi ant này. Cái đuôi này hay chỉ gì? Hay chỉ người, attendant. Rồi, còn cái sự tham dự sẽ là attendance, đúng không? Mình sẽ có đuôi s, đuôi của danh từ này, đuôi ance này, đuôi này đuôi danh từ này, ans, attendance. Đó, các bạn lưu ý nha. Ans có chữ s, đó là đuôi danh từ, sự tham gia. Còn đuôi mà ant, ant này, này cũng là danh từ nhưng mà là chỉ về người. Từ thứ 13, course là là khóa học. Course nghĩa là khóa. Khi mà mình tham gia một cái khóa kỹ năng hay là một cái khóa học chơi đàn, khóa học học ngôn ngữ thì đấy, mình dùng từ course, đúng không? Course. Cái miệng mình nó sẽ hơi chu lên ha. Course. Rồi sau là có âm S, course. Từ thứ 14, written examination, kỳ thi viết ha. Đây là một cái từ ghép cho từ written và từ examination. Examination mình nhấn ngay âm nấy, đúng không? Âm số 3, examine, à, âm số 4 nha. Examination, trước ngay chữ sần, mình nhấn âm nấy. Rồi written là về viết ha, written. Rồi trái nghĩa với lại writ là viết thì mình sẽ dùng oral. Oral là miệng. Đấy, nghĩa là mình kỳ thi nói. Ở Việt Nam mình hay nói là kiểm tra miệng đó, nhưng mà đúng nghĩa hơn phải là kỳ thi nói ha, oral examination, oral. Tiếp theo candidate, candidate mình không đọc là candidate, đúng không? Mình đọc là candidate.
can âm một candidate là thí sinh hoặc là ứng cử viên. Ví dụ như các bạn ứng cử vào một cái chương trình, một cái cuộc thi gì đó, hoặc là các bạn ứng cử đi nước ngoài thì mình dùng là candidate, ứng cử viên. Tiếp theo, một cái từ mà ai cũng thích, award. Award, award là mình được nhận cái gì? Phần thưởng. Award là phần thưởng. Scholarship, à, giấc mơ của nhiều học sinh ha. Scholarship là học bổng. Rồi. Dormitory. Dormitory là ký túc xá. Ký túc xá là sao? Là cái phòng có nhiều giường dành cho nhiều sinh viên học sinh ở chung với nhau đấy. Cái này thì khi lên học thì sẽ gặp nhiều ha. Dormitory, ký túc xá. Âm 1 ha, dormitory. Tiếp theo, campus là khuôn viên trường. Campus âm 1. Rồi từ 21, reputation, reputation, reputation là danh tiếng. Đó nghĩa là khi mình nói là tôi muốn có nhiều danh tiếng thì sao? I want to gain a lot of reputation. Reputation. Mình nhấn nghe âm. Đúng rồi, vẫn là trước chữ sình. Reputation. Đấy. À, từ 22, experience, experience, âm số 2, experience là kinh nghiệm. Đó. Giống như khi mình chơi game á, mình thấy người ta hay cho mình cái từ gì? Từ ESP này đúng không? Đó là X đúng không? Experience, kinh nghiệm đấy. Nhưng khi mình càng có nhiều kinh nghiệm thì mình càng dễ vượt qua một cái vấn đề gì đó. Experience. Rồi, một động từ rất là quen thuộc. Persuade, persuade là thuyết phục ha, nó đồng nghĩa với từ convince ha, hai từ này đều nghĩa là thuyết phục. Persuade và convince, convince đó mình nhớ âm sở sau nha, convince. Từ 24, persuasion đó, đuôi er này mình sẽ biết nó là đuôi của danh từ sự thuyết phục. Persuasive, thấy đuôi er mình sẽ biết nó là loại từ gì, nó là tính từ, nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà mình nói là cái người đó đó rất là persuasive, nghĩa là mình nói là cái người đó là một người rất có khả năng thuyết phục người khác. Đó. Cái việc người đó nói ra rất là có sức thuyết phục, cái lời người đó rất là hay ha. Persuasive, các bạn nhớ nha, đuôi ive là cái đuôi của tính từ. Đó, còn đuôi er là đuôi của gì? Của danh từ. Đấy. Tiếp theo, culture, culture là văn hóa, từ này mình gặp nhiều rồi đúng không? Rồi mình sẽ đi qua tính từ của nó nha. Cultural, cultural. Đấy, đuôi al này thì thường nó sẽ xuất hiện ở tính từ và đôi khi ở cả danh từ nữa. Giống như là cái chữ al này xuất hiện ở đâu? International đúng không? International, quốc tế, thuộc về quốc tế nè. Đuôi al này nó thường là tính từ ha. Đôi khi cũng có danh từ nữa nên mình cẩn thận. Phải học thuộc thôi. Rồi tiếp theo, polite. Polite là một tính từ miêu tả con người ha. Lịch sự. Và trái nghĩa với lịch sự chính là bất lịch sự. Impolite, impolite. Từ 29, close to là ở gần. Cái này đơn giản rồi, close. Thường thường từ close là nghĩa là đóng cửa đúng không? Nhưng mà mình đang là close to, nghĩa là gần với cái gì đó. Close to something, gần với cái gì đó. Từ 30, terrible, tồi tệ, khủng khiếp. Hoặc là terrible, từ này rất là hay xuất hiện ha. Mình cố gắng mình ghi nhớ cái đuôi terrible, cái đuôi ribble nhé. Tại vì sẽ có những cái từ khác cũng là ter nhưng mà là terrific thì nó sẽ mang cái nghĩa hoàn toàn khác. Nên mình phải học thuộc terrible là khủng khiếp, tồi tệ. Đó. Từ số 31. Scenery, scenery. Scenery là phong cảnh. Khi mình đi tới những cái nơi mà nó đẹp đấy thì mình rất là the scenery is beautiful đúng không? Quang cảnh rất là đẹp, rất là thoáng mát, trong lành. Rồi, một cái đuôi al nữa này, national, national. Mình không đọc là nay ha, không đọc là national mà đọc là na. Âm này làm nó hơi e, national ha. Nó vừa a vừa e, national. Mình không đọc là nation, đúng không? Mình không đọc là national mà là national. Ha. National. Đấy, đuôi tính từ là thuộc về quốc gia. Rồi, đây này, cái từ này này, nation. Đó, mình đọc là nay. Ở trên là né đúng không? National, còn dưới này là nation. Đó như là quốc gia, đất nước. Tiếp theo, National Park, tính từ national đọc là national. À, bank
ngân hàng của quốc gia, bank. Improve, động từ này cũng rất là quen thuộc ra, cải tiến, mình nhớ âm hai, improve, cải tiến, cải thiện. Và danh từ của nó là gì? Improvement, improvement. Mình có âm t ở cuối ha, improvement, sự cải tiến, sự cải thiện. À, rồi, intermediate, intermediate. Mình không đọc là intermediate, đúng không? Mình sẽ đọc là intermediate, intermediate. Nhớ nghe âm âm ý, intermediate. Không đọc là eight. Đấy, trình độ trung cấp. Trung cấp là sao? Nghĩa là mình sẽ trên cái sơ cấp, người mới bước vào thôi. Sơ cấp là người mới bắt đầu. Còn cao cấp là người đã giỏi rồi. Trung cấp là ở giữa. Tiếp theo mình có từ advance. Advance này mình có đuôi này ở cuối cùng. Nếu như mình không có thì cái nghĩa nó sẽ khác ha. Lần này mình phải có cái từ này. Nó có ed ở cuối cùng. Đó mới là tính từ. Trình độ cao cấp advance. À, xin lỗi nha, hôm nay thầy bị bệnh đấy nên là bị ho hơi nhiều. Tiếp theo mình có well qualified là sao? Nghĩa là đủ trình độ chuyên môn. Cái từ này nó bắt nguồn từ gốc gì? Quality ha, là chất lượng đấy. Qualify là đủ, đủ chất lượng, đủ chuyên môn. Well là bổ nghĩa, nó nghĩa là đủ chuyên môn một cách rất là tốt. Đó, well qualified. Rồi tuition. Ví dụ như là tuition thì bằng nghĩa với từ gì? Từ phi, nghĩa là phí ra, học phí. Khi mình tham gia một cái khóa học, a course, hoặc là một cái institute, một cái viện, hay là academy, hoặc là school, thì mình phải đóng gì? Đóng tuition, hoặc là đóng phí đấy, để mình được đi học, gọi là học phí. Ha. Hôm nay mình sẽ đọc qua 40 từ này, rồi các bạn cố gắng học thuộc nhé. Rồi, cảm ơn các bạn.